800.000. Vâng, Zapic được thưởng nóng 200k. Và nếu như Apple vô địch được thưởng nóng thêm 1 triệu nữa, đó sẽ là 2,5 triệu. Vâng, bây giờ là combo đến từ Tilly. Vâng, như vậy là Tilly mất phớt khi một tình huống ốp cả và Hotka rất có thể sẽ làm trốn đổi mạng của Hotka cùng với Tilly rồi. Diễn biến nhảy ra phải gọi là cực kỳ nhanh. Và bây giờ đến là Kunka lùi về. Vâng, hai con co nằm xuống. Hơi buồn cười. Vâng, đang có tự nhiên hai đạn lửa rất đau và sẽ là có mặt đến từ Kunka. Sổ vào tận trụ đến từ Hotka rồi, đánh rất điên cuồng đến từ một con Hotka. Và bây giờ anh sẽ phải trả giá. Ba Thùng cũng là người sổ bạc, muốn lấy mạng của Medusa và sẽ là những tình huống đổi co, đổi co. Và bây giờ Ba Thùng rất có thể cũng sẽ làm. Đi lại đang vào càn, đá về đến từ Radan. Vâng, này thì chạy với chúng tôi à, chắc chắn sẽ nằm xuống đến từ Ba Thùng. Và bây giờ đến là gì này? Vâng, đổi mạng cực kỳ gắt, một cái lồng có đến từ Radan và một cái đặt lượng đến từ Kunka. Và không có ích chính khỏi đặt lượng và Zilai cũng phải làm. Apple đang thi đấu với những hệ ruột tủ phải gọi là cực kỳ cháy máy. Chuẩn bài đến từ Tilly, nhưng bây giờ sẽ là cái check, sẽ là cái check và có xài quăng stun để stun anh chàng. Vâng, không được rồi, có lẽ là sẽ chết rồi, có lẽ là sẽ chết rồi. Vâng, Tilly nằm xuống và bây giờ Kunka cùng thời đàn đặt lượng là chuẩn và lồng đến được thứ hai người đến từ anh chàng thời đàn. Vâng, quận nó một cái tần đến từ Lila, nhưng mà Lila rất có thể sẽ là người ở lại. Lila sẽ phải ở lại với những tình huống kéo người từ X cùng với D đến từ thời đàn. Vâng, đổi mạng của co rồi, support có mặt rất kịp thời. Vâng, này và một tình huống một combo vào người Tilly luôn. Vâng, rất đầu gấu. Vâng, rất cục xúc và bây giờ sẽ là cái check, sẽ là cái check X lại. Vâng, lướt vào chân, có lẽ là không chết, có lẽ là không chết. Vâng, lướt đầu hình như chưa ấy được, vâng chưa đặt được lướt. Và như vậy là có giày không, có giày đến từ Kunka. Trong khi đó Ba Thùng không có giày, một tình huống không cần, không đủ đủ. Vâng, một quả gọi là thảm cảnh. Vâng, Ba Thùng nó bỏ rồi nhưng mà Kunka lại không muốn sống. Vâng, anh quyết định tự sát. Vâng, Ba Thùng không có giày và anh quyết định tự sát trong tình huống mà băng vào nhà và xin băng vào crack. Vâng, Storm xuất hiện luôn và TD đã tiếp tục làm xuống lần thứ 3 thì phải. Đến từ team 1, đến từ team 2 có thể đem lại. Và một quả quăng ulti trước đến từ A rất hiểm hóc và Hotka chắc chắn phải chết với khả năng không cho hồi máu đến từ cái ulti của anh chàng A. Hotka chết rồi và đánh người từ xa đến từ A, nhưng bên dưới A cũng phải trả giá bằng cái mạng và Storm sẽ chết. Storm sẽ chết và một tình huống băng trụ và anh đổi mạng cùng với double kill dành cho A kìa. Và như vậy Storm và Lina đang cố ăn lốt cái trụ. Vâng, ăn lốt cái trụ và như vậy là Ba Thùng check vào, Tilly có mặt. Vâng, sẽ là stun đến Lina. Vâng, thời gian rất có thể sẽ bay luôn. Vâng, lồng và đang muốn lách nhưng mà có lẽ là hơi khó để có thể nắp được cái combo của anh chàng Tilly. Có bồi thêm cả quả lượng đến từ anh chàng Kunka nữa và Tilly thành công lấy được mạng. Vâng, không phải như vậy là cờ đáp ăn trong cái vâng, Medusa lên cho mình vào chip và bây giờ là ốp vào, nhưng mà combo của Kunka không có thuyền để cứu được Medusa rồi. Medusa đã chết. Vâng, mất đi Medusa thì có lẽ team 1, xin lỗi team 2 sẽ phải lùi. X lại Kunka bây giờ đang băng trụ rất gắt. Vâng, Lila mất xét trắng, tình huống giật xét vào người Medusa rồi, búp bình ơn. Và bây giờ TD chặn đầu và A cũng có mặt luôn bên dưới. Vâng, có mặt gọi team là quá nhanh đến từ cả hai. Và Ba Thùng đang cố đợi cooldown cái check, nhưng mà liệu có check được không? Có lẽ là không được rồi, một đấm là chết rồi. Một đấm và nhường mạng cho TD. Và TD đang rất cần tiền thời điểm này, một trận đấu mà anh đang rất thọt ở Kenambit. Vâng, chạm 10 kill đến từ Mega Crab trước và Kunka quay lại và chém luôn. Có lẽ là hơi khó rồi, anh vẫn phải chờ đợi. Vâng, Apple vẫn có những tín hiệu đánh gọi là teamwork ăn khớp nhau rất là tuyệt vời, rất sớm. Và bây giờ là gặp nhau của Tilly. Vâng, Tilly sẽ chết luôn sau một combo đến từ Lila. Tình huống đi 2 round đến từ hai thành viên của team 1. Vâng, đứng trên đồi và Tilly không có xài và anh chết luôn. Một cái double kill dành cho Lâu Lêm, còn đó dành cho Ba Thùng. Rất may mắn tình huống vừa nãy là một cái double kill dành cho Ba Thùng chứ không phải Lila. Vâng, Storm là hơi khoai. Bay vào của Storm và đây giờ sẽ là đổi mạng của Storm cùng A không. Vâng, bay ra hết mà lại đá về của thờ đàn kia. Tiếp tục là một tình huống mà bóp gái đến từ đồng đội của team 1 Farm rất tốt. Và bây giờ là có check đến từ Ba Thùng. Vâng, một tình huống check vào nhưng có lẽ đồng đội đứng hơi xa, có ulti để giữ người. Vâng, Malasiu đã được bật lên. Và băng lại nhưng Hotka đến hơi muộn và Lila chặn đầu và Medusa chết rồi. Tình huống mà có lẽ là không thể cứu được. Vâng, những tình huống đánh dắt người đến từ Ba Thùng cũng sầm hai coi tèm có cùng một lúc vào phút thứ 13. Phạm quá kỳ khủng đến từ cái đội hình của Vega Crab này và bây giờ thì xông vào. Vâng, chết luôn anh chàng Medusa. Medusa không cửa để có thể đỡ được cái lượng đam đấy. Tiếp tục là bay vào. Vâng, thì đang cố tổ lái và combo vào người của anh chàng Ba Thùng. Vâng, lượng lên chuẩn rồi, Ba Thùng sẽ chết và Storm hết mana chưa? Hết mana đến Storm. Vâng, đá về băng lại. Sờ lâu lại, vâng, dọc lên, vâng, đang cắn vót các kiểu là điều để bay. Nhưng mà ít lại của Kunka rồi, vâng, hết mana và Storm phải trả giá. Vâng, không thể nào có thể bay ra ngoài được. Một tình huống nhồi đam cực kỳ chuẩn đến từ đội hình của team 2. Vâng, phải chạy ra ngoài.
Vâng, như vậy là chọn A đi lạc và A sẽ chết, chắc chắn là sẽ chết rồi. Còn đang cố để lại cái gì đó trong đội. Vâng, bị băng không? Bị băng đến từ HK. Nhưng bây giờ là Kunka có thuyền. Vâng, Thảo Đan có lồng và ulti. Đó là bài toán không dễ chơi, và thuyền trước nước sau. Vâng, không phải, nó vẫn là thuyền rồi. Và một tiếng bay ra mà lé được rồi. Và Tilly thì bắt được Lina đằng sau. Một tiếng thả ulti đến từ Thảo Đan có lẽ là hơi xịt. Và bây giờ là ulti và bay ra ngoài, còn Thảo Đan sẽ chết. Vâng, khả năng bay của Tom có lẽ là khá khó bắt. Và đằng sau thì Kunka bắt đầu phải lùi về. Vâng, Lina vẫn còn đủ máu để có thể làm combat. Vâng, chết Kunka rồi. Tiếp tục bay ngược trở lại của Storm để hưởng cái blue tone của mình. Vâng, Tilly Berlin vào. Bây giờ mới cầm được Berlin đến cho Tilly. Nhưng mà có lẽ sẽ là một pha tóc trượt. Xin lỗi là tóc trúng, một combo trượt. Vâng, combo hơi fail. Một tiếng một Berlin trượt đến từ Tilly kìa. Vâng, bây giờ có lẽ vẫn là giữ được cái thế trận này thôi. Nhưng mà Hutka chặn đầu. Hutka cùng Lina băng đằng sau trụ và chặn đầu. Trận đấu cực kỳ là action. Vâng, đánh nhau trên mọi nẻo đường. Và bây giờ là lòng xuống đến Tilly và check vào những bathroom. Một pha can team, một trận xứng đáng, một trận chung kết cực kỳ hay. Và ulti đến từ A, nhưng có lẽ là hơi nóng vội của đấy. Ulti vào người Medusa thì chắc lắm. Vâng, Hutka bị ăn cái ulti của A rồi. Anh sẽ chết thời điểm này. Và Thờ đang quăng lồng ra. Nhưng mà ulti của Zilai là không thể cancel bởi cái lồng của Thờ Đan. Và bây giờ đến lượt anh chàng Zilai, Zilai cũng sẽ chết rồi. Vâng, Tele, úi giời, Tele đập nước và là thùm chứ không phải Zilai. Zilai sống trong đường tơ cả tóc kia. Và đấy phải đập nước Zilai thì mới ăn được mạng. Và một tình huống X và ba thùm và lượng của người ba thùm rồi. Rất đáng tiếc, một tình huống chạy về ba thùm thành công. À, có 600 máu rồi. À, sẽ bay trong lốt nha. Và có check của ba thùm để lấy sai. Có check của ba thùm và à, chết luôn sau một cây G đến từ là quá khủng khiếp. Và bây giờ combo Tilly và ba thùm sẽ phải trả giá lại. Vâng, nhưng bay vào một Storm rồi. Vâng, ulti đến từ Medusa không. Vâng, Tilly sẽ chết bật tấm magic kìa. Và hóa đá thành công đến từ anh chàng Medusa. Vâng, Tilly vẫn chết và ba thùm đã chết rồi. Bây giờ là X lại của Kunka. Và một tình huống nhồi đam, nhưng Storm không ai động đến. Storm không ai động đến, quyết định là giết Lina cho bằng được. Nó có vẻ là hơi khó rồi. Và bây giờ thì rất có thể là Medusa cũng sẽ chết tiếp. Thật sự là Lina cùng với lại ba thùm thì đầu game nó quá mạnh. Vâng, và Apple và tiếp tục là bay vào đến từ Storm. Vâng, X lại này thì bay nhảy với tôi lại. Ulti Thảo Đan thả ra rất nhanh và như vậy Storm chắc chắn chết luôn. Vâng, giờ thì nhảy vào đến từ anh chàng Tilly. Cancel được cái ulti của Zilai rồi, nhưng mà ulti của A là trượt. Ulti của A là trượt và đá về đến từ anh chàng Hurricane. Vâng, nhưng mà Tilly đã chết. Vâng, Tilly đã chết. Bây giờ lồng ra và quyết định là lấy mạng của Zilai. Zilai chắc lắm và bây giờ là check vào đến ba thùm, nhưng mà team 2 và có lẽ là vẫn thua. Vâng, Hutka cùng với Lina vẫn còn. Vâng, đâm thẳng vào người của Thảo Đan. Và Hutka và Medusa không bắn được. Medusa không bắn được. Và Ultra Kill dành cho Lina thời điểm này rồi. Và đang muốn lấy cái Jumpack. Và Hutka chết. Hutka sẽ chết luôn thời điểm này. Và Hutka chết luôn cái ulti của A. Đây là một con counter Hutka là được. Bây giờ xuất hiện đến Tilly. Và Tilly đang sổ vào. Vâng, check à. Check Berlin là chết rồi. Vâng, một tình huống combo hơi fail tí. Nhưng mà Barum vẫn phải chết rồi. Và team 2 cần Storm xông thẳng vào bên trong và tóm Kunka với một cái check và ulti đến từ Thảo Đan. Này thì hổ báo cáo trồn. Vâng, như vậy là Storm chắc chắn là bay và Lina giật ai đây? Và Lina sẽ giật Tilly. Và ulti thành công đến từ Medusa và bây giờ muốn giật Tilly chết luôn. Và máu của Tilly không đủ sống trong một cái ulti của anh chàng Lina, thật sự đáng sợ. Và ulti của Zilai bây giờ không còn ai có thể cancel được cái ulti của Zilai nữa rồi. Và như vậy là combat có lẽ là vẫn thua. Thực sự là combat vẫn thua, bắt được con Storm nhưng có lẽ là không đủ. Và Lina nó vẫn quá khỏe thời điểm này và Medusa không thể là solo tay đôi được. Lượng tốc cùng với lượng đam với Lina nó đấm cho Medusa là có lẽ là gần luôn. Vâng, có lẽ sẽ xây GG và trận đấu sẽ kết thúc ở phút thứ 22. Vâng, một đội hình cực kỳ là chó điên đến từ Mega Grab. Nó sổ rất đáng sợ vì là team đều đã sở hữu cho mình những hệ dù rất tủ rồi. Nhưng mà có lẽ về việc sức mạnh của những con hệ dù thì ở trong điểm đầu game thì team 1 là người trội hơn. Và Kai đã tận dụng quá tốt cái lợi thế đó. Ba thùng cùng với Lina. Vâng, không cửa bật dành cho đội hình của team 2. Vâng, sẽ là hai len mega. Vâng, sẽ là hai len mega, thậm chí rất có thể sẽ là ba len. Tình huống vòng đằng sau, một tình huống vòng đằng sau thì đang đứng EV và như vậy là chết luôn một người. Vâng, quá nhanh và Melcha cắt ulti thành công. Một ulti được khoảng tầm 4 người và Lina chết trong thời điểm này. Vâng, Storm đâu? Vâng, Storm hình như cũng bay rồi, thuyền đến từ Kunka là quá đẹp. Vâng, Storm vẫn còn sống và Kunka cũng chết và Lina bay back để kết thúc trận đấu chẳng. Lina muốn bay back để lấy mạng của Tilly và Tilly sẽ chết. Và một cái bay back và Storm sẽ chết trong tay Medusa cùng với Thời Đàn. Combat đang diễn ra cực kỳ hay và Thời Đàn đang đâm vào, đang muốn một tình huống đâm sâu đến từ thứ 1. Nhưng mà chết con mẹ nó hết rồi. Bây giờ đến lượt anh chàng Bathum. Vâng, chạy đi đâu cưng. X nó lại sẽ có Berlin đến từ anh chàng Tilly ngay thôi. Vâng, tóc một người tóc Medusa thì rất vâng vẫn diện được. Vâng, nói chung là một mạng dành cho vâng chia đều cho cả team khi mà trụ là người ăn. Một combat lúc Mega Crab vâng liều mạng. Vâng, Tilly bị bắt rồi. Tilly chắc chắn sẽ chết rồi. Tilly chắc chắn sẽ chết rồi. Vâng, không cần đến cái ulti của Lina, Tilly vẫn chết. Lượng đam của Lina cùng Storm là không phải ít và bây giờ là combo. Vâng, một tình huống thả ulti của A trượt rồi và sau combat này có lẽ sẽ chết. Vâng, combat này có lẽ vâng một tình huống nằm xuống của ai đó. Vâng, một tình huống nằm xuống ai đó bên trên. Melcha vừa bắn chết từ HK thì phải. Vâng, bây giờ là combo vào người A đến từ Lina.
Và Storm quay ngược trở lại và Medusa vẫn còn một Lina sẽ chết bắn búa xẹp nam kia và hết mana đến Storm rồi. Storm cũng sẽ chết tự sát đây rồi, tự sát thành công và như vậy là Lina là người sống lại. Medusa vẫn còn nhưng mà để cái check đến từ ba thùm nhưng có lẽ sẽ không phê được. Sẽ là không phê được thời điểm này. Vâng, 4 đổi 3. Vâng, chính xác là 4 đổi 3. Và một tình huống buyback của Storm để muốn kết thúc trận đấu này luôn. Đêm dài lắm mộng, một cái muốn ôm chết luôn trong tuần này. Đấu này dành cho Apple. Vâng, đằng sau thì như vậy là cản đường. Vâng, không phải mà là giết luôn. Là một tình huống giết luôn. Vâng, hết mana rồi, chết chắc rồi. Một tình huống hết mana là chết chắc đến từ Medu rồi. Không có cửa để chạy về nữa. Và bây giờ thì có lẽ là buyback. Một tình huống buyback, đồng đội ra chưa? Vâng, một giây nữa có người ra rồi và thời gian là người có mặt rồi. Vâng, vẫn đang quyết liều mạng để đẹp cái nhà này. Spam C ra rồi. Vâng, một quả spam để clear crab. Vâng, mất trụ là cái chắc. Bây giờ sẽ là một tình huống ôm người trở lại, mất đi can đến từ Medusa. Vâng, ba thùng sẽ chết, ba thùng chắc chắn sẽ chết. Vâng, BKB bật lên. Vâng, có cooldown trong BKB và chúng ta lùi về thành công. Một cái orchid. Vâng, đánh rất khó chịu và có cả mắt được cắm ra ở một cái vị trí bên trên. Đây là mắt của team 2. Vâng, Tini Invisa đã quá muộn rồi, giữ được ba rách nhưng mà mất một cái buyback đến từ Medusa. Vâng, không dễ thở một tí nào cả. Phản rồi, Hukka bị bắt. Hukka bị bắt, Hukka sẽ chết. A đâu, ulti của A đâu. Vâng, một cái ulti của A, chúng ta cần một cái ulti của A thời điểm này. Và ulti đến từ anh cho Hukka. Và vâng, như vậy là hóa đá thành công đến từ Medusa. Một Storm bay vào. Vâng, thời đàn chết rồi, nhưng mà ba thùng cùng vợ, xin lỗi là Hukka cùng với Tina cũng đã chết. Và đằng sau thì Medusa vẫn còn nguyên máu. Medusa vẫn còn nguyên máu và như vậy là ba thùng sẽ chết không? Vâng, không chết rồi. Và Tini đi đến thì bị ăn cái silence. Đánh cực kỳ tỉnh đến từ Storm, một cái silence vào người của Tini. Và bây giờ Blink lên và một cái tăng nó hơi lỗi và một tình huống vâng đấm vào nhưng mà có lẽ là không được, của Tini đánh bị cóng tay thời điểm này rồi. Và một cái xét đến từ Lina thành công, của Tini lăn xuống và có lẽ là ba thùng cũng sẽ chết. Hai con Luker là hết mana và không có gì, không có gì phải sợ cả. Medusa hoàn toàn có thể cân được. Vâng, hai con đỏ máu và đây sẽ là lần thứ 3 mà có vẻ như là bây giờ Crab không ôm được nhà. Nhưng quan trọng là cái nhà ở mid nó bị mất nửa cây máu rồi. Không chết được các bạn. Vâng, nó lại vào bắt một con thờ đàn. Vâng, vào giữa nhà địch và bật BKB lên. Vâng, BKB bay ra ngoài. Vâng, đánh rất gọi là hổ báo cáo trồn. Và Lina là người vào cắp anh chàng. Và ulti của anh chàng A được quăng xuống. Ở cái map này thì ulti của A vẫn lộn. Và nhảy vào của Tini thành công. Giờ Storm chết thời điểm này rồi. Và bây giờ là một cái ulti vào người của Tini đến từ Hukka. Và ulti của Medusa thành công luôn. Và bắn vào người của Lina rồi. Và một tình huống bắn chết Lina luôn. Đam của anh chàng Medusa không phải nhỏ. Và Lina đã chết. Và hai con co đến từ đội hình của team 1 đã chết. Bây giờ Hukka sẽ một tình huống solo cùng với Medu. Bắn luôn chứ còn đợi chờ gì nữa. Và A cần vâng. Lina chết. Và một tình huống Lina chết mà không hiểu vì sao mình chết. Và bắn lan đến từ Medusa và sẽ làm cái ultra kill chẳng. Vâng, một cái phản đam, một từ từ nó phản đam. Vâng, chơi hết. Vâng, phản đam anh cũng phàng và như vậy sẽ là một cái ultra kill dành cho Medusa. Và 4k6 tiền dành cho Medusa ở thời điểm cuối game. Vâng, trận đấu đang cực kỳ là kinh điển và một cái ultra kill trở lại của Medusa. Phần BKB là vẫn có thể ăn được tủ lạnh bình thường. Vâng, Zosan sẽ mất và team 2 sẽ không phát hiện ra tình huống ăn Zosan này. Không phát hiện ra được tình huống ăn Zosan và Storm đang hướng cho mình cái hack. Sẽ là khó để có thể vượt được nhưng mà nó không phải là không có cơ hội. Chúng ta cùng đợi. Vâng, gam đến từ anh chàng Medusa luôn. Không phải ít. Vâng, check vào đến từ ba thùm mà bắt buộc vào đối phương phải vào. Vâng, một cái Lincoln vừa bách mất và ulti đến từ Medusa thành công rồi. Và bây giờ sẽ là bắn cả team luôn. Chạy đi đâu với con sâu này và di lại lăm xuống. Và Storm phải bay ra ngoài ngay. Vâng, Storm phải bay ra. Có X đến từ Kuga, đánh đến từ phối hợp đến từ support là cực kỳ tốt. Vâng, X lại và tun vào người anh chàng Lila. Và Kuga đã chết. Bây giờ đến từ Hukka. Hukka và bắn nhau cùng với Medusa là hơi sai lầm. Vâng, sẽ chết Hukka rồi nhưng mà để lại được cái nước đến từ Kuga kia. Bây giờ đến từ Storm. Storm BKB lên. Vâng, phải lùi vào combat. Combat này thua rồi. Combat này là thua dành cho team 1 rồi. Và Hukka bị tóc ngược trở lại. Hukka mất đi hồi sinh. Hukka đã mất đi hồi sinh. Một combat thắng dành cho team 2 nhưng mà phải về đáp nhà. Bây giờ sẽ tình huống Hukka đâm đầu vào người của anh chàng Medu. Vâng, một tình huống ốp kia. Một tình huống ốp kia nhưng Medusa sẽ có buyback và ulti đến từ A sẽ chuẩn thời điểm này. Ba người và Tini cần phải kết thúc cái mạng của Storm ngay luôn. Đấm là chết rồi, không cần nhiều và Hukka cũng sẽ chết luôn thời điểm này. Và Hukka sẽ không sống được đâu. Hukka sẽ không thể sống được, cái bật cam leo lên chắc chắn là phải chết. Bây giờ đến giờ Lina cũng sẽ... Vâng, chưa được, ông này chạy nhanh quá. Nhưng vấn đề là không có Blink bởi vì cái ulti của A đang dính vào người. Giờ tăn, và như vậy là Tini lùi, Tini không dám đuổi. Vâng, hình và nó sẽ về nhà và check vào thời gian sẽ nằm xuống. Và Medusa bị ốp vào giữa. Vâng, như vậy là team 1 quyết định giết người. Team 1 quyết định giết và Tini combo một người của anh Lina kìa. Và cắt ulti đến từ Medusa. Và búa xét được búp lên bắn thẳng vào người của Lina. Và Lina vẫn một tình huống bị bát đến từ ai đó thì phải. Và bây giờ là bắn thẳng. Vâng, một tình huống hình như bị búp cái gì đó vào người và không thể bắn được. Vâng, Medusa đang bắn cả bầu trời. Nhưng bây giờ sẽ là Hukka cùng với ba thủ ốp vào. Vâng, một tình huống không có buyback đâu. Không có buyback đến từ Medusa đâu. Và một quẹ gốt được bật lên đến từ ba thủ đánh rất quái và có lẽ là thua rồi. Một sự gắng gượng không hề nhỏ từ Apple nhưng đến thời điểm cuối cùng có lẽ cũng không thể chống được. Và một tiếng Medusa bị cái gì đó mà không thể bắn được thì phải. Và các anh bị ốp stun liên tục. Và bây giờ thì sẽ làm xuống hết. Và trận đấu sẽ kết thúc tại đây. Và chiến thắng dành cho Mega Crab ở trong game đấu đầu tiên.
Một game đấu đầu tiên vâng ngặt thở đến từ hai team. Vâng, nó vẫn làm cái gì đó cuốn hút vô cùng. Và như vậy là game 2 sẽ được diễn ra ngay sau đây.